Hi, chào cả nhà đã trở lại kênh của Linh. Đây là một cái căn nhà mà tụi Linh sẽ ở vài ngày ở Ý. Thì tụi Linh tới đây cũng rất là trễ, khoảng 12 giờ tối. Thường thì mọi người cứ nghe đồn về Ý, nhất là ở có một số người nói là châu Âu sẽ không an toàn hoặc là cái gì đó. Thì mình xin đính chính nha, là có một số thành phố giống như ở Rome hoặc là Paris gì đó thì nó sẽ ít có nó xô bồ, nó lộn xộn giống như là ở mấy cái thành phố giống như Hồ Chí Minh đồ của mình vậy thôi. Nhưng mà ở cái những cái thành phố mà khác của châu Âu thì rất là thanh bình nha cả nhà. Và khi mà tụi Linh tới đây lúc 12 giờ tối có chuyện vui lắm. Tụi Linh không biết đường á, có hẹn với cái người chủ nhà thì người chủ nhà ra nói là sẽ ra đón. Lúc mà Linh đứng chờ thì lại có một chiếc xe chờ tới. Tụi Linh nghĩ đó là cái xe của người chủ nhà. Tụi Linh chào hỏi và bên kia cũng chào hỏi, xong hai bên đứng nhìn nhau không biết nói gì hết. Tại vì bên Linh thì nói là bạn tới đó đón tôi vào nhà đúng không? Các bạn, cái người kia nói ủa tôi đâu có tới đón giờ ai đâu. Xong cứ nói qua nói lại, cuối cùng thì biết ra là lộn người. Nhưng mà cái gia đình đó đó sẵn sàng dắt tụi Linh tới cái chỗ hẹn. Tại vì cái đường này á, nếu mà mình đi buổi tối, thật sự ra mình đi buổi sáng thôi thì cũng đã rất là khó khăn cho những người mới tới đất nước khác rồi. Và khi mình tới buổi tối thì còn khó hơn nữa. Thì cuối cùng Linh tìm được căn nhà. Thì mọi người thấy là nhà hồi tối tụi Linh quay rồi đó, ở trên cái clip kia. Thì cái nhà rất là mới nhưng mà xây cái kiểu rất là cổ, nó hòa hợp với lại cái khung cảnh xung quanh của mình. Bây giờ thì Linh đi vòng vòng, Linh quay ở ngoài cho mọi người xem nha. Rồi sau đó tụi Linh đi biển chơi. Đây là cái đường phố mà Linh nói là Linh sẽ đi được xem đó. Thì cái khu phố này á, lúc đầu mình tới mình tưởng là một cái chỗ nhỏ thôi, ai ngờ nó cũng lớn quá trời luôn. Và cái công trình của họ cũng rất là đẹp, có nhiều thôi thì đang sửa chữa nhưng mà rất là cổ điển và rất là đẹp. Đây là một phần khung cảnh ở xung quanh chỗ này nữa. Đường vắng lắm cả nhà, nhưng mà buổi tối thì lại ồn. Khi mà tiếng xe họ bên Ý không nhỏ chạy tốc độ nhanh thật, chứ bên Hà Lan mà mấy cái đường thế này á, đường giống như là có dân cư nhà ở đâu, người ta chạy rất là nhẹ nhàng, không có muốn làm ồn. Còn mình ở đây nè, đây là nhà của Linh ở, nó quá gần đường đi, dù mình đóng cửa sổ kính mà cái phòng ngủ nó cũng phía trong nữa, nhưng mà nó vẫn ồn cực kỳ luôn cả nhà ơi. Được một cái là ở đây đẹp. Gần chỗ này có cái tiệm bán đồ ăn sáng. Có vài món thôi nhưng mà Linh thấy là phong phú, tại vì sáng và chiều họ bán khác nhau, có rượu có bia nữa. Mình vào ăn sáng xong thì mình sẽ đi ra biển. Thank you.
Linh đang đi xuống một bãi biển khác, nhìn nước biển xanh rì luôn á cả nhà, ở phía xa xa. Nhưng mà công nhận là nóng kinh khủng thiệt á, nóng lắm luôn, nóng cháy da luôn. Nói chung là cái chuyến này về là coi như là tốn rất là nhiều tiền để dưỡng da lại cả nhà ơi. Bãi biển này sỏi không à, mấy viên sỏi nó rất là tròn luôn. Này bên này thấy nó dễ chứ. Ở đây có nhiều cái cây cọ lắm nha cả nhà, nhưng mà nó nằm phía bên trong á chứ không phải bên này, cho nên mình không có thấy được gần. Tụi Linh á, tính tới chứ mấy cái nhà hàng gần bãi biển ăn, nhưng mà trời ơi, ở đây họ mở cửa trễ lắm nha cả nhà. Họ mở cửa lúc 8 giờ mà là 6 giờ, 6 giờ mấy á, là mình đã rất là đói bụng sau khi bơi xong rồi. Cho nên tụi Linh đi vòng vòng và kiếm trên mấy cái website á, thì họ nói là ở cái quán này ngon, cái quán này giống như là cái quán bình dân thôi chứ không phải là nhà hàng gì hết. Nhưng mà bên trong thì rất là đông khách. Họ mở cửa sớm hơn mấy cái nhà hàng một chút, cho nên mình có thể mình vào ăn được. Và để mình xem thử coi là mình vào đây mình ăn có ngon không nhé. Đây là bốn cái bánh mình sẽ chút. Tên nhà hàng, em cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh.